đang mua thuốc, khách bỗng run rẩy rồi quỳ xuống đất. Nữ dược sĩ có hành động nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Theo đó, trong lúc đang đứng đợi lấy thuốc, người đàn ông đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tay chân run rẩy rồi quỳ luôn xuống đất. Trước biểu hiện bất thường của vị khách, nữ dược sĩ đã nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay để ngăn không cho người đàn ông té ngã đột ngột xuống đất, đồng thời hô hoán gọi người đi đường chạy vào hỗ trợ. Rất may có một thanh niên từ ngoài chạy vào giúp cô gái một tay, đỡ người đàn ông lên ghế ngồi nghỉ. Ngay sau đó, nữ dược sĩ chạy vào trong, lấy một phần thuốc hòa tan để hỗ trợ tăng đường huyết khẩn cấp cho bệnh nhân. Song song với đó là đo huyết áp để kiểm tra tình trạng sức khỏe của người đàn ông. Khi thấy sức khỏe của khách đã ổn định lại, cô gái mới cho bệnh nhân đi về. Không những thế, trước khi cho khách về, nữ dược sĩ còn ân cần băng lại vết thương nhỏ trên ngón tay của người đàn ông do va chạm trong khi làm việc trước đó. Thời gian gần đây, do tình trạng nắng nóng kéo dài nên nhiều người thường rơi vào tình trạng thiếu nước, hạ đường huyết. Thế nên đây cũng là lời nhắc nhở đến tất cả mọi người cần bổ sung nước thường xuyên cũng như các dưỡng chất, khoáng chất khác để đảm bảo sức khỏe vượt qua thời điểm nắng nóng gay gắt như hiện nay. Hành động tử tế của cô gái đã nhanh chóng nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Một số bình luận được mọi người để lại: chị này thật là tử tế, đã đẹp người mà còn đẹp cả trong nhân cách nữa. Câu lương y như từ mẫu, giống như được viết ra để dành cho cô gái này vậy. Không phải anh này bị hạ đường do nắng nóng đâu, mà ảnh suýt ngất vì đứng trước cô gái xinh đẹp này á. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.